Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Toàn Mr. Em biết đấy, Lý Thanh Hậu cùng với tổ tiên của Bạch Gia là bạn cố Chi Giao. Hắn lưu lại cho Bạch Gia một cây linh hương, hứa hẹn sau này nếu đốt lên, hắn sẽ dẫn một tên đệ tử của Bạch Gia bước lên con đường tu tiên. Sau này Bạch Tiểu Thuần đốt hương, từ đó gia nhập Linh Khê Tông, bắt đầu bước lên con đường tu tiên. Ok, và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Bạch Tiểu Thuần mà mình biết nhé. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay, các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đầu tiên là một số thông tin cơ bản về Bạch Tiểu Thuần. Tên là Bạch Tiểu Thuần, biệt danh thì là Cửu Bàn, Dạ Táng, Bạch Hạo, Khôi Tổ, Tiểu Thuần. Tuổi thì không biết, Bạch Tiểu Thuần nắm giữ thời gian bản nguyên, áp đảo thời gian Trường Hà, bởi vậy không thể đoán tuổi. Tông môn: Linh Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, Khôi Hoàng Triều, Vĩnh Hằng Linh Giới. Tu vi là Vĩnh Hằng Cảnh, bước thứ 5 hoặc là trở lên. Luyện thể thì là Bất Tử Trường Sinh Tuyên Cổ Công, viên mãn, gồm có Bất Tử Quyển, Trường Sinh Quyển và Tuyên Cổ Quyển. Sở thích: luyện chế đan dược. Tiếp theo là hình tượng nhân vật. Ngoại hình: bộ dáng thanh liên ngây thơ thuần khiết, mặc một thân thanh sam, khuôn mặt thanh lợi, tướng mạo tuấn lãng. Tính cách: bởi vì cha mẹ đều mất từ lúc nhỏ, cho nên Bạch Tiểu Thuần một lòng truy cầu trường sinh bất tử. Bình thường Bạch Tiểu Thuần có bộ dáng cà phất cà phơ, gan nhỏ như chuột, lung nghiêm túc thì cũng không quá được 5 giây. Bạch Tiểu Thuần yêu thích chém gió và đắc chí, tâm trí giống như là hài đồng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Hành sự bị động, rất ít khi chiếm cứ quyền chủ động. Tiếp theo là quan hệ nhân mạch. Đỗ Long Phỉ tại Linh Khê Tông làm đối với Bạch Tiểu Thuần sợ chết cực kỳ chán ghét, nhưng sau này bởi vì Bạch Tiểu Thuần cứu là một mạng nên sinh ra hảo cảm, dần dần ưa thích Bạch Tiểu Thuần. Tống Uyển Quân, đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, thực lực thiên nhân hậu kỳ. Nàng ái mộ Dạ Táng là Bạch Tiểu Thuần giả trang rồi mang thai. Sau khi thông thiên thế giới tan vỡ, nàng lưu lạc đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, sau đó nàng bị đại hoàng tử của Tà Hoàng Triều bắt được. Hắn muốn đem thai nhi trong cơ thể của nàng luyện hóa thành huyết mạch nguyên dương chi khí, nhằm thu hoạch huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng nàng được Bạch Tiểu Thuần cứu, sinh hạ một nữ nhi tên là Bạch Tiểu Tiểu. Hầu Tiểu Muội, hồng nhan tri kỷ của Bạch Tiểu Thuần. Trên Linh Kê Tông, lúc Bạch Tiểu Thuần buôn bán danh ngạch ngoại môn đệ tử mà kết bạn với nàng, sự kiện Tiểu Ô Quy khiến cho Hầu Tiểu Muội bắt đầu lại sinh tình cảm với Bạch Tiểu Thuần. Nàng thường làm bạn bên người hắn. Khi Thiên Tôn âm mưu thu nàng làm đồ đệ, bởi vì thể chất của nàng cùng quỷ mẫu cùng công pháp tu luyện tương thông, nên nàng cùng với Trương Đại Bàn tới một thế giới khác tu hành. Công Tôn Uyển Nhi là thiên kiêu của Nghịch Hà Tông, thực lực rất mạnh, sau đó nàng gia nhập Tinh Không Đạo Cực Tông, nàng cùng với quỷ mẫu tương dung, hóa thân quỷ mẫu, thực lực đạt tới Thiên Tôn. Chu Tử Mạch, tướng mạo tuyệt mỹ, thực lực là thiên nhân cảnh trung kỳ, thủ đoạn tàn nhẫn, là từng cùng với Bạch Tiểu Thuần truyền tống đến Nam Mộ Khôi Hoàng. Trong thí luyện bị Bạch Tiểu Thuần vượt qua, dưới cơn thịnh nộ của nàng đánh trọng thương Bạch Tiểu Thuần, thông thiên thế giới tan vỡ, Chu Tử Mạch lưu lạc đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, bị đại hoàng tử của Tà Hoàng Triều bắt được. Hắn muốn đem hài đồng trong cơ thể của nàng luyện hóa thành huyết mạch nguyên dương chi khí, sau được Bạch Tiểu Thuần cứu. Lý Thanh Hậu, tên hiệu là Lý Hắc Tử, sư thúc đối xử thân tình với Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần coi hắn như cha. Trịnh Viễn Đông là trưởng môn sư huynh, đối với Bạch Tiểu Thuần nghiêm khắc cùng với yêu mến. Hàn Tông là thủy tổ của Linh Khê Tông, hắn biết được bí sử tông môn, tâm phúc của lão hầu, hắn vô cùng thưởng thức Bạch Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn là hảo huynh đệ của Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài bắt đầu thì là kẻ thù, về sau hóa thù thành bạn. Thần Toán Tử khả năng thôi diễn thiên cơ mạnh nhất huyết khê tông, hắn sợ hãi mà cung kính với Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử với Bạch Tiểu Thuần. Tiếp theo là tu luyện của Bạch Tiểu Thuần. Đầu tiên là Bất Tử Trường Sinh Công, sau đó là Bất Tử Quyển. Bất Tử Bì gồm có Thiết Bì, Đồng Bì, Ngân Bì, Kim Bì, Trảm Đệ Nhất Công Cuồng Xiển Xích. Sau đó là Bất Tử Kim Cương, được chia làm cự tượng thân từ một cự tượng cho đến thập cự tượng. Sau đó là Man Quỷ Thân, là từ một man quỷ cho đến thập man quỷ. Sau đó là Thiên Yêu Thân, từ một thiên yêu thân cho đến thập thiên yêu thân. Sau Thiên Yêu Thân đó là Tu La Thân, từ nhất Tu La cho đến thập Tu La. Sau Tu La Thân là Kim Cương Thân, Trảm Đệ Nhị Công Xiềng, Ngưng Bất Tử Kim Cương Đan. Sau đó là Bất Tử Cân, Tứ Chi, Nhục Thân, Đầu Lâu, cái nào trước cũng được, Trảm Đệ Tam Công Xiềng. Sau Bất Tử Cân đó là Bất Tử Cốt, được chiêm làm Thối Cốt từ tầng 1 cho đến tầng 9, Lực Cốt từ tầng 1 cho đến tầng 9, Thiên Cốt từ tầng 1 cho đến tầng 9, Bất Tử Cốt từ tầng 1 cho đến tầng 9, tiến tới là Trảm Đệ Tứ Công Xiềng. Sau Bất Tử Cốt đó là Bất Tử Huyết, cũng được chiêm làm từ 1 thành cho đến 10 thành,
10 thành thì là đại viên mãn. Sau đó là Trảm Đệ Ngũ Gông Xiềng, Bất Tử Quyển đại viên mãn. Bất Tử Quyển thứ 6 là Khôi Tổ Sáng Tạo, Tu Ngũ Tạng đối ứng ngũ hành. Sau đó là Trường Sinh Quyển, Trường Sinh Trúc Cơ, Phá Đệ Nhất Phong Ấn, Trường Sinh Đan, Phá Đệ Nhị Phong Ấn, Trường Sinh Anh, Phá Đệ Tam Phong Ấn, Trường Sinh Thiên, Phá Đệ Tứ Phong Ấn, Trường Sinh Thần, Phá Đệ Ngũ Phong Ấn. Và cuối cùng là Tuyên Cổ Quyển, Bạch Tiểu Thuần Sáng Tạo, được chia làm quá khứ liệm, hiện tại liệm và tương lai liệm. Cuối cùng đó là cơ duyên của Bạch Tiểu Thuần. Đầu tiên là Quy Văn Hoa. Đây là pháp bảo nghịch thiên không rõ xuất xứ, có khả năng luyện linh bất kể thứ gì, kể cả hòn gạch bình thường. Mà muốn luyện linh thì cần với nhiên liệu. Cấp bậc càng cao thì luyện linh càng cao, từ nhất sắc hỏa cho đến thập sắc hỏa. Thủy Trạch Quốc Độ là công pháp tu luyện dựa trên việc quan sát hung thú, từ đó kêu gọi linh thú bản mệnh chi linh cho người tu hành. Việc ngưng tụ bản mệnh chi linh rất khác nhau, có người chỉ kêu gọi được hung thú bình thường như Xích Phi Hổ, Xuyên Sơn Giáp vân vân. Còn với Tiểu Thuần thì lại vô cùng khó khăn, vì bản mệnh linh thú của hắn lại là sinh vật cường đại nhất, rùa vĩnh hằng. Tiếp theo là Thiết Đản, là chiến thú được Bạch Tiểu Thuần dùng tâm huyết rất lớn để sáng tạo và bồi dưỡng, là linh thú cường đại có huyết mạch lục giai, người và thú có mối quan hệ tâm linh sâu sắc. Chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có duy nhất là Bạch Tiểu Thuần, nhưng tính tình của linh thú này thì lại không như vẻ bề ngoài oai phong của nó. Đã bị nhiễm thói hư của Bạch Tiểu Thuần, Thiết Đản chỉ cần thấy nam đệ tử là lập tức nhe răng nhất miệng, còn nếu gặp nữ đệ tử thì liền chuyển sang bộ dáng khả ái, chỉ mong ngóng đối phương ôm vào trong ngực. Ok, trên là một số thông tin về Bạch Tiểu Thuần trong truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà mình biết. Em thấy mình còn thiếu điểm gì hay còn thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần luận cho mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.